Một tòa án Campuchia hôm 31 tháng 8 tuyên án 6 năm tù đối với nhà làm phim người Úc với cáo buộc làm gián điệp vì ông đã dùng máy bay camera ghi hình một cuộc tập họp của đảng đối lập mang tên Đảng Cứu Quốc Campuchia. Reuters cho biết nhà làm phim James Richardson, 69 tuổi, bị bắt vào tháng 6 năm ngoái, bị cáo buộc thu thập thông tin có hại cho quốc gia Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 6 năm 2017. Trong suốt 20 năm qua, ông Richardson đã thường xuyên đến thăm Campuchia, sản xuất phim tài liệu về đất nước và con người ở đây. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, ông Richardson có thể nhận được sự trợ giúp lãnh sự nhiều hơn nữa và rằng trước đây chính phủ Úc đã trực tiếp liên lạc với phía Campuchia để tìm hiểu về vụ việc của ông.